Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, chương 8. Mấy nguyên nhân đắc thắng của bình dân trong xưởng Âu Hóa. Một cuộc âm mưu về tài chính, một cuộc âm mưu về tình. Đã 2 tuần lễ nay, phong trào bình dân toàn thắng là vì sự tình cờ đã đẩy xô Xuân Tóc Đỏ đã 2 tuần lễ vào cái gia đình trưởng giả của Văn Minh. Thành thế nó mỗi ngày một to tướng mãi ra, ảnh hưởng của nó cũng vậy. Nó cứ tự nhiên tham dự vào những việc rất can hệ cho xã hội mà nó không biết. Sự ngu độn của nó được người ta cho là nhũn nhặn, là sự khiêm tốn, nên nó lại càng được yêu mến hơn. Nó chỉ còn chờ, nó biết rõ điều ấy lắm, nó chờ cho số phận lôi nó lên cao chót vót. Ông thầy số, những khi lai vãng nhà bà phó đoan để khen bà ta là trinh tiết, và cậu con cầu tự em chả, thật là con rời con Phật, không bao giờ quên cổ động cho Xuân Tóc Đỏ là có một tương lai rực rỡ, lừng lẫy, tiếng tăm có phen. Bà phó đoan lại cổ động cho Xuân là có học thức với ông Phán Mọc Sừng. Ông này lại luôn luôn khen ngợi trước mặt cụ Hồng. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi rằng Xuân là một người đứng đắn, mặc lòng hãy còn trẻ. Cụ cô Hồng đã công kênh Xuân Tóc Đỏ là sinh viên trường thuốc trước mặt cụ cố tổ và cụ bà. Những người này vô tình lại nhắc những lời ấy cho nhiều người khác cùng biết. Đổi lại, kết quả bất ngờ ấy, Xuân Tóc Đỏ chỉ việc cổ động cho ông thầy số là quỷ cốc tử tái thế. Ấy, chỉ có vậy thôi. Chỉ có cặp vợ chồng Văn Minh là biết rõ sự thực, nhưng gần như bị ở vào trường hợp há miệng mắc quay. Độc giả hẳn đã hiểu vì những lẽ gì. Nói rõ với xã hội rằng Xuân vốn là con nhà hạ lưu, làm nghề nhặt ban, sân quần, vì một trò dâm dục bị ổi mà phải đuổi. Chào ôi, thế thì còn gì là tiệm may Âu Hóa nữa? Thế thì còn đâu là những cái thích của bọn khách hàng? Phụ nữ vốn ưa cái nhanh mồm nhẹ miệng và những cử chỉ ngộ nghĩnh của Xuân Tóc Đỏ nữa. Vợ nghĩ thế, còn chồng thì vì lẽ đã bịp cả ông bố hiếu danh rằng Xuân vốn là sinh viên trường thuốc. Ông đốc cẩn thận, bây giờ biết ăn làm sao, nói làm sao. Cho nên dù Văn Minh rất oán hận Xuân ở chỗ nó đã chẳng may cứu sống được ông nội mình bằng thuốc thánh đền bia, một sự ông ta không thể tha thứ được, ông ta cũng khoanh tay chịu nhịn vậy. Riêng về phần cụ Hồng, biết rồi, khổ lắm, thì tuy cũng có cụt hứng vì bố mình lại không chết, vì chai nước ruộng và mấy cái lá thải lại, cụ cũng không dám tỏ lòng bất bình ra với Xuân. Con trai cụ đã kêu nó là sinh viên trường thuốc, và con rể cụ, ông Phán Mọc Sừng, vẫn luôn nhắc cho cụ khỏi quên rằng đó là một người đáng kính trọng vì nó có học thức và đứng đắn hết mực. Thành thử Xuân cứ nghiễm nhiên tọa hưởng kỳ thành, im lặng mà mỉm cười những khi cụ Phán Bà, ông Hai, cô Nga, cô Tuyết, ông Joseph Thiết gọi nó là quan đốc, và làm cái bộ mặt thờ ơ lãnh đạm mỗi khi bà phó đoan nhìn trộm nó mà mỉm cười toe toét một cách rất đỗi đa dâm. Sau khi cụ cố tổ đã bình phục hẳn, muốn trả ơn thầy, cụ bà đã mời Xuân Tóc Đỏ dự một bữa tiệc rất trọng thể linh đình. Việc ấy mở đầu cho một kỷ nguyên mới để thành ra một thói quen. Từ đấy mà đi, Xuân luôn luôn dự tiệc với bà phó đoan, với vợ chồng Văn Minh bằng các lý tưởng tự do, bình đẳng. Sau cùng thì, mỗi khi ai mời được Xuân một bữa cơm là được một cái hân hạnh đặc biệt nữa rồi. Đã có người mến nó, kính sợ nó, đã có người ghen ghét nó nữa, nhưng cái đó không hề gì. Lại có người phải lòng mặt nó nữa, điều ấy là đáng quan tâm. Lâu lâu, sống mãi trong bầu không khí hỗn loạn, những sự kính trọng, sợ sệt, mơn trớn của kẻ chung quanh, Xuân Tóc Đỏ đâm ra khinh người. Vì lẽ theo thói thường, những kẻ nhũn nhặt hay bị coi khinh, nên Xuân Tóc Đỏ càng kiêu ngạo, làm bộ làm tịch bao nhiêu lại được thiên hạ càng kính trọng. Một cái im lặng của nó cũng có giá trị của một sự khinh bỉ đáng sợ. Một cái gật đầu ngây ngô của nó cũng có giá trị của một cái đặc ân. Bọn thợ may và thợ khâu cho nó là có thế lực đối với ông chủ, bà chủ.
Cô Tuyết kính thờ nó vì Xuân được cụ bà kính thờ. Ông Tiffany, ông Joseph Thiết, cả ông Đốc Trực Ngôn nữa, cả cậu Tú Tân là em ruột ông Văn Minh nữa, cũng ra vẻ nịnh hót nó để lấy lòng nó. Vì ai cũng tưởng cụ có hồng, biết rồi khổ lắm. Đường chủ trương những tư tưởng cổ điển bí mật là gả cô Tuyết, cô con gái rượu, gái út, gái yêu quý cho mê sử Xuân. Hoặc tự mình lừa dối mình, hoặc bị vô số kẻ khác lừa dối, ai cũng ở cảnh bó buộc không sợ hãi hoặc không kính trọng Xuân thì không được. Như vậy thật là sự đắc thắng của bình dân vậy thay. 2 giờ chiều hôm ấy, bà phó đoàn đánh xe hơi lại mời Xuân lên Hồ Tây xem một cái hội ghê gớm, là ngày hội của các gái nhảy Hà Nội. Có cả các vị tai to mặt lớn trong chính giới chủ tọa. Khi thấy cửa hiệu vắng tanh vắng ngắt, chỉ có Xuân tóc đỏ thôi. Bà phó ngơ ngác mà rằng: "Ông Xuân nhỉ, sao lại không nghỉ hẳn một buổi?" Xuân thản nhiên đáp trống không: "Việc gì phải nghỉ hẳn? Họ đi thì đã có tôi ở nhà thay quyền." Bà phó đoàn nghĩ ngợi hồi lâu rồi khoe: "Ông Xuân đã biết chưa hả ông?" "Cái gì?" Trước lời hỏi sổ gọn như một câu gắt, bà phó đoàn vội: Bẩm cái sân quần sắp xong." Xuân lại làm một câu ngắn gọn, thỏ lõn: "Được lắm." Bà phó tuy cũng hơi kinh ngạc về những ngôn ngữ khác thường ấy, nhưng mà chi chi bà đã vội đem cái ngu dốt của bà ra tra khảo đã. Át hẳn nếu không có cái, vì một lẽ gì mà bà chưa hiểu được, thì Xuân tóc đỏ hẳn không dám có giọng nói sổ sàng với bà giường kia. Nghĩ rằng như thế mà ra đi ngay thì trơ, bà lại hỏi: "Thưa ông, thế ông không đi xem hội?" "Việc âu khóa không có tôi một ngày cũng không được." "Bẩm thế thợ khâu, thợ may đâu cả ạ?" "Có mấy cô khâu thì đã phải vận cả mấy bộ y phục đại tang và tiểu cớ do ông Tuyết Ferner vừa chế tạo ra, mà người nhà này chưa ai mặc đến, vì cụ tổ đã được tôi cứu cho khỏi chết. Mấy cô khâu mặc những quần áo ấy và ăn tiền công của Manơ Canh, bà đã hiểu ra chưa? Quần áo chon may thì phải lăng xê để quảng cáo chứ. Mấy ông thợ cũng được đi xem hội để phát giấy chiêu hàng. Tôi có ý muốn lại cùng đi với vợ chồng Văn Minh và rủ ông nữa. Ấy, họ đã đi cả." Xuân tóc đỏ cứ đáp lững khững đủng đỉnh như thế, tay vẫn mân mê mấy bộ vú bằng cao su mà Tây Phương mới gửi sang cho công cuộc âu hóa ở bên đại cổ Việt này. Những khí cụ của nhan sắc ấy được để trong những cái hộp rất đẹp, lót 5-7 lần giấy thủy tinh lóng lánh. Bà phó đoan nhìn những cái quái ấy bằng hai con mắt thèm thuồng. Lại nhân thầy Xuân lúc ấy chỉ có một mình trong gian hàng rộng, sự ấy thật hãn hữu, nên bà không muốn bỏ một cơ hội tốt. Bà còn chù trừ đứng tìm một câu gì để đả động đến những cái vú cao su ấy, thì chẳng may cậu Phước ngồi ở xe hơi đổ bên ngoài cứ em chả mãi và khóc thét lên. Bà đau lòng phải bắt tay Xuân và ra thẳng. Xuân đứng cười thầm một mình. Bà phó đoan ti già nhưng còn hư hơn các thiếu nữ ngây thơ nhiều. Điều ấy nó biết lắm, nó chỉ gật đầu một cái là ăn thua ngay. Nhưng mà già như thế thì còn nước mẹ gì, họa chăng có các tiền. Nó nghĩ thế rồi càng phục ông thầy số là tài, khi ông bảo nó năm nay gặp vận đào hoa. Rồi nó mơ màng những cách làm tiền. Nếu bà phó đoan biết cho tâm sự của nó, thành thử vô tình, Xuân tóc đỏ đã thực hành một phương châm mà những nhà triết học sống đến bạc đầu mới tìm ra được. Ấy là phải lên mặt với ái tình thì cuộc chinh phục mới dễ dàng hơn và bền chặt. Nó đường sung sướng, bỗng phải cụt hứng vì ông phán mọc sừng. Ông này tập tễnh bước vào, mặt lầm lầm, không nói gì cả, giơ tay ra bắt. Xuân tóc đỏ bắt tay xong, ưỡn ngực lên, cất giọng lanh lảnh nói thật to: "Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng." "Hay lắm, xin đa tạ, cảm ơn vạn bội."
Ông Phan Mộc Sừng cảm ơn tha thiết như ông ta. Lần này là lần đầu được có người đến mách cái tin sét đánh là vợ ông ngủ với Dài. Nhưng đó là tại ông quen mồm đi mà thôi, chứ không phải là ông cảm động. Vì ông đã kéo ghế ngồi trước mặt Xuân và nói: "Ấy, lần sau quan bác cứ giống dạc thế cho." "Tôi nói lần sau, nghĩa là lần nào bác thấy cả mặt tôi lẫn vợ tôi, nhất là trước mặt cụ Hồng hay cụ Tổ thì càng hay lắm." Xuân ngẫm nghĩ rồi nói: "Ai lại nói thế trước mặt bác gái hay cụ Hồng hay cụ Tổ?" "Phải thế chứ, không thì tôi thuê quan bác chục bạc làm gì?" Xuân lo lắng hồi lâu lại hỏi: "Hay là rồi tôi trả lại quan bác số tiền ấy vậy nhé?" Ông Phán đứng phát dậy như bị một cái lò xo đẩy lên, kêu thất thanh: "Trời ơi, thế thì chết tôi mất, thế thì tôi tính phải tự tử." Xuân cũng cảm động mà rằng: "Chết nỗi, nhưng sao quan bác lại cần tôi phải công kích quan bác về tội mọc sừng?" Nhưng ông Phán không những không cách nghĩa rõ mà lại nói lảng: "Không, không thế được, quan bác đã hứa rồi. Chỉ có những người giữ lời hứa là đáng quý. Hai nữa, quan bác có biết rằng địa vị quan bác trong cái nhà này đã lung lay lắm rồi không?" "Lung lay?" Xuân tóc đỏ hỏi thế một cách lo sợ. "Phải, tôi xin làm phúc mà mách quan bác rằng ông Tiffner hiện đương ghen tức vì bác đã làm vợ ông ta hư hỏng là một, tiêm khanh khéo hơn ông ta là hai, lại cho biết đo các phụ nữ may áo là ba, làm giảm thế lực của ông ấy là bốn. Bà phó đoàn cũng có vẻ hành học với bác lắm, vì lẽ gì tôi chưa rõ. Còn chính vợ chồng ông chủ thì không những ghét ngầm hờn mát bác mà thôi, mà còn coi bác là kẻ tử thù. Tại sao? Bác có biết không? Tại bác đã làm cho cụ Tổ khỏi hẳn bệnh là một, và làm cho cô Tuyết nó hối hôn với một đám đã xéo tét là hai. Vậy quan bác phải coi chừng đó. Tôi xin lấy tình thân mà bảo rõ cho bác biết để bác liệu. Thế thì tôi đối với bác đã như vậy mà bác lại không chịu giúp tôi cái việc ấy hay sao?" Xuân nghe xong rất lo sợ. Chết chữa, thì ra nó chẳng để ý gì cả nên chẳng hiểu gì cả. Nếu thế tất lại thất nghiệp và không hy vọng gì có công danh. Nó cần phải được yêu, được ai cũng yêu, thì mới mong từ một anh nhặt quần mà lên một nhà quần vợt tài tử được. Nó run run hỏi lại: "Thế bây giờ phải làm thế nào?" "Phải làm như tôi đã dặn. Làm như thế là nhất cử lưỡng tiện." "Làm sao?" "Làm như thế bác chuộc lại cái lỗi xưa, những người thù bác sẽ trở lại yêu bác." "Tôi mà bị thù à? Bị thù vì chữa khỏi bệnh cho cụ cố à?" "Chính thế. Chỉ có cụ Phán bà là hâm mộ bác vì việc ấy. Nhưng cụ bà có thế lực gì đâu. Bác phải trông ở cụ Hồng, ở vợ chồng Văn Minh." "Thế nghĩa là phải bảo bác mọc sừng trước mặt cả vợ bác lẫn cụ Tổ?" "Bẩm chính thế. Nếu vậy tân cụ Tổ phải chen tức khắc. Mà do thế ai cũng có tiền tiêu, cả tôi nữa. Tôi sẽ cũng có tiền tiêu." "Thật không?" "Rồi bác sẽ biết. Vì nếu tôi có tiền thì rồi bác cũng được tiền." Nhưng Xuân lưỡng lự rồi ngoảy đầu: "Tôi chả thế. Thế là giết người. Tôi không muốn làm một kẻ sát nhân, một tội ác. Không thể thế được." "Ồ, nếu bác giết có một người thì trái lại bác cũng làm cho số đông người khác được sung sướng. Nên lắm bác ạ. Nếu không thì chẳng chóng thì chảy, bác sẽ mất việc." Xuân tóc đỏ giơ tay ra cho ông Phán Mọc Sừng: "Vậy thì tôi xin hứa một lần nữa, danh dự cam đoan." Ông Phán sung sướng bắt tay Xuân rất chặt, nói rối rít: "Thôi, tôi vào sở, cảm ơn bác trước nhé." Ông Phán vừa đi khỏi thì một mỹ nhân chạy tọt vào. Xuân tưởng lại là một phụ nữ tân tiến nào muốn may mặc gì, lòng đã mừng thầm. Nhưng đó chỉ là Tuyết. Cô này hỗn hển hỏi: "Anh Phán, liệu anh ấy có trông thấy tôi không hả ông?" Xuân đáp liều: "Không, ông ấy có quay lại nhìn sau lưng đâu." "Thế thì tốt lắm, nhà đi vắng cả." "Vâng,
Sao cô không lên Hồ Tây xem hội? Không thích chứ sao? Trên ấy đầy những cô đầu với gái nhảy. Họ ăn mặc lại tân thời hơn mình, hoặc y như mình. Tôi là con nhà danh giá, tôi không muốn bị thiên hạ nhầm là gái nhảy. Cô nói phải lắm, nhưng mà đừng tưởng là tôi không biết khiêu vũ đấy nhé. À vâng, ông có biết nhảy không? Ta làm thử bài tango xem nào. Xuân sợ hãi lắc đầu. Để khi khác, vả lại phải có âm nhạc chứ. Nếu quý nương muốn thì hôm nào ta đi bar chơi hơn. Thật không? Y hẹn rồi đấy nhé. Ông sinh viên trường thuốc làm hộ nhé. Xuân chối cãi. Chết nổi, quý nương cứ nói thế chứ. Tôi ít nói, ai cũng tưởng nhầm tôi là khinh người. Vả lại, khinh ai chứ khinh sao được quý cô nương mà dám khinh. Cô không khinh tôi là phúc. Lần này là lần đầu Xuân dám tán tỉnh và cũng có cơ hội, nên Tuyết rất lấy làm cảm động. Muốn giấu sự xúc động, cô chỉ đóng vũ cao su hỏi. Những cái gì thế ông? À, những vũ cao su đấy, để cho phụ nữ tân tiến, muốn văn minh Âu hóa. Thế à, để tôi mách chị em bạn tôi mới được. Tôi có nhiều bạn gái mới lắm, như thế là đắt khách cho hiệu Âu hóa của ông đấy nhé. Xuân nói nửa nẹt nửa mỡ. Chứ còn cô thì không cần dùng. Tuyết bĩu môi và ưỡn ngực ra. Cần gì nữa, phú tôi thế này lại không nở nang chán ra hay sao? Mấy cô gái mới đã có cái ngực như tôi được. Mà thật đấy, chứ không bằng cao su đâu nhé. Chừng như sợ mình chỉ nói thế chưa đủ là văn minh tân tiến, Tuyết lại bảo. Tôi cho phép ông khám mà xem. Tình quái, Xuân tóc đỏ còn khoanh tay sau lưng. Thời buổi nay biết sao được, giả dối hết thảy. Yêu cũng yêu giả dối, tân thời cũng tân thời giả dối, hủ lậu cũng hủ lậu giả dối. Tuyên phải cáu một cách rất chính đáng mà rằng, thì ông cứ thử khám xem tôi có giả dối không nào. Xuân nhìn ra phía ngoài thấy không có ai, liền phóng tay lên ngực Tuyết, nắn tay xem của thật hay của giả. Sau khi không còn nghi ngờ gì nữa, nó cảm ơn bằng cách tiện thể hôn luôn tay của Tuyết mà rằng, chỉ có một mình quý nương là không giả dối như đời mà thôi. Tuyết thở dài, cảm động, sau cùng khẽ nói, ông, anh, tôi muốn anh giúp tôi một việc, tôi rất cảm tạ. Chúng tôi rất được hân hạnh. Tôi không muốn lấy cái người ấy, vì nếu tôi lấy hắn, chắc hắn sẽ mọc sừng. Thí dụ một người như ông mà hỏi tôi thì còn nói gì. Đằng này hắn lại nhà quê, không biết yêu vợ như những người văn minh. Buồn lắm anh ạ. Tôi phải làm gì? Phải giả vờ chim tôi. Chúng ta giả vờ chim nhau, mê nhau, cho hắn bỏ tôi, mình hiểu chưa? Ta giả vờ với nhau thôi mà. Tôi cần mang tiếng hư hỏng lắm mới được. Thế sao nữa ạ? Anh thì anh cũng mang tiếng là làm hại một đời tôi mới xong. Nếu em hứa là sau này đừng làm anh mọc sừng, thì anh xin làm hại một đời em thật sự, chứ không còn mang tiếng gì nữa. À, anh Đốc, anh nói thật đấy chứ. Xin lấy danh dự ra mà làm hại một đời em. Cảm ơn, yêu lắm, quý lắm. À, thế nhưng mà anh cần xin nghỉ việc mới được. Thế muốn làm hại một đời người con gái tử tế, đứng đắn thì mất mấy ngày hở mình. Từ đấy trở đi, Tuyết và Xuân còn nói nhiều. Một bên thì lấy tư cách bình dân, bên kia thì lấy tư cách phụ nữ tân tiến.